tôi sẽ bảo các bạn đó, chúng ta sẽ vẽ bậc tam cấp như nào. Thì chúng ta sẽ ứng dụng thang này vào stair này, stair và component này. Thì ở đây chúng ta sẽ vẽ, thì thang ta đã chọn là có 3 loại thang đúng không? Đúng chưa? Là assemble stair và carry plate. Carry plate stair đúng không? Và gì? Briquette stair đúng không? Thì bây giờ tôi chọn vào monolithic stair này. Đây. Monolithic stair này. Và tôi edit, tôi duplicate lên, tôi chọn đây là gì? Bậc tam cấp. Đây đây bậc tam cấp. Giờ ok. Thì khi chúng ta làm bậc tam cấp rồi, chúng ta sẽ nhớ tôi phần run try này. Thì giờ đây nó đang là cái kiểu là 150 deep. Đây chọn này. Thì đây nó là kiểu này. Nó thuộc monolithic stair nhưng mà nó thoái khác này, chúng ta phải đắp đi kết tiếp lên. Đây chúng ta đắp đi kết kiểu thang là bậc tam cấp. Được chưa? Còn khi chúng ta vào run thoai này nó lại có một kiểu khác nữa. Đây kiểu này chọn này, đắp đi kết lên, ta chọn này kiểu là tam cấp. Ok. Thì tam cấp người ta không chọn là smooth mà ta sẽ chọn đây là step. Được chưa? Chọn này ví dụ như bậc thang 450 thì 450. Được chưa? Ok. Được chưa? Ok. Và tôi bắt đầu vẽ. Vẽ ví dụ như tam cấp thì người ta phải từ sân nền lên đến gì? Tầng 1. Ví dụ 750 này 5 bậc đúng không? Mặt bậc cho 300. Đây 5 bậc đúng không? 1, 2, 5, finish đi ạ. Và nhìn 3D ạ. Này, ta thể nhìn đây. Thấy đấy chưa? Bậc tam cấp này nó đặc, nếu mà chúng ta để smooth này, edit try này, và run try này. Nếu chúng ta để đây là smooth đấy. Này, để smooth đây. Nó vẫn chéo như thế. Để đây là 150. Bạn thấy đấy chưa? Nhưng nếu ta để đây là step thì sẽ ra làm sao? Này. Đấy nó sẽ giật nhỉ. Được chưa? Cái bản thang là bản thang step, còn nếu ta để cho 750 thì nó sẽ đặt. Thì đây ta sẽ được cái tam cấp như này. Có là bằng chiều cao từ đây đến đây này. Các hiểu không? Thì đây chúng ta là một cái kiểu kiểu step và kiểu smooth. Được chưa? Smooth là sau này nếu một cái thang nó uốn tròn lên thì nó sẽ lượn để cho nó mượt mà. Các hiểu không? Còn để step là nó sẽ vuông. Step này ví dụ sau này có những cái thang chúng tôi chỉ để 100 thôi. Thiết kế những cái thang nó giật nhẹ nó. Hiểu chưa? Đổ bê tông nguyên bản. Nhá. Hiểu này chưa? Rồi để cho này 750 nó cao bao nhiêu để như vậy. Rồi. Còn khi mà chúng ta đã vẽ được cái này rồi thì đương nhiên chúng ta sẽ vẽ được. Làm sao đây? Chọn đây. Chúng ta sẽ vẽ cho nó làm sao mà theo hình dạng nó mong muốn thì chúng ta sẽ edit stair đi đúng không? Và chúng ta chọn vào này. Và chúng ta đương nhiên chúng ta đang vẽ bằng thang component thì chúng ta phải làm sao? Convert. Nhờ để sang dạng sketch. Này, convert. Nhờ bây giờ nó sang dạng sketch này. Edit sketch này. Bây giờ ta sẽ vẽ bằng cái đường boundary này. Theo ý của chúng ta. Ví dụ đây, đường boundary là đường màu xanh này. Tôi muốn cái bậc thang này, sau này như này. Một mét rưỡi. Đây. Tùy. Nhờ, hoặc là roi này, là cổ bậc này. Tôi để vuông này được. Đấy, offset ra ví dụ như là bao nhiêu? 150. 300. Một bậc này. Hai bậc này. 3, 4 này. Nhờ tôi dùng lệnh trim này. Xóa này đi. Đúng không? Đây này nó thành bậc vuông này. Còn đối xứng sang bên kia thì đương nhiên tôi để chọn đây. Tôi chọn này. Đúng không? Đúng lệnh gì? Trim. Thấy không? Và tôi ấn finish. Đấy, tôi vẽ chả có một lỗi lầm gì. Bạn thấy đấy chưa? Và vấn đề đây, khi các bạn vẽ này, nó bị làm sao? Này này. Nó bị điên lên nha, không đúng đúng không? Sai cấu tạo đúng không?
click nút vào này, chọn này, ta thử lật hướng lên cho nó xem nào, xem nó sai ở đâu đấy. Chọn đây, đặt hướng ngược lại lên nào. Đây, thì cái thang này nó đang không có cổ bậc đúng không? Nó chỉ có mỗi mặt bậc thôi. Edit Style, chúng ta phải chọn lên tam cấp này. Như ta chọn lên Step 750 đúng không? Chọn lên Smooth này, 150 này. Đúng chưa? Đây là chúng ta chữ cổ bậc, phải tích vào Right này. Cổ bậc dày bao nhiêu? 10 năm này. Đó, nó có cổ bậc nha, đúng không? Và có cổ bậc, và cổ bậc ở đây step này 750 này, ok này. Nó ẩn đến đâu rồi? Và có cổ bậc. Đây, nó chọn là tam cấp đây. Đấy, còn nếu bên trên này đang muốn chọn chiếu nghỉ, ta chọn đây. Nó vẽ tiếp chiếu nghỉ ở đây. Landing này. Sketch này. Này, thấy chưa? Thì khi cái landing chiếu nghỉ đây, chúng ta phải vẽ một cái landing thì chúng ta mới có cái bậc mũi cuối cùng này. Hiểu chưa? Nè, nhá. Giống như bên này, cũng thế này. Nhá, cái landing này, click vào đây. Đây nó phải vẽ là một cái landing. Đấy, một cái landing chiếu nghỉ này. Edit Style. Vật liệu chiếu nghỉ, ok. Đấy chưa? Đấy, chiếu nghỉ cuối cùng nó cũng phải bo ra nha. Chuẩn chưa? Đúng không? Đấy, chúng ta ứng dụng thang để ta vẽ một tam cấp là như vậy. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề đấy không?